Một cái nhà 5 tầng gần với lại trục đường ô tô đi lại ngõ nông và cách với bến xe Nghĩa 1 km, đã được hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ giới thiệu cho quý vị một cái căn nhà. Đây là đường ô tô và đây là căn nhà mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu tới mọi người. Với hai căn nhà 30m xây 5 tầng, hướng nhà là hướng Tây Nam, vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở luôn được. Vị trí thì gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với lại cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, xung quanh tiện ích ngập tràn, cách chợ dân sinh khoảng tầm 300m, giao thông đi lại cực kỳ thuận tiện. Với căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở luôn được. Và đặc biệt Ngọc Ánh quay với quý vị căn nhà này, ưu điểm lớn nhất của nó mà Ngọc Ánh muốn hướng tới cho quý vị cái căn nhà này, đó chính là căn nhà này có thêm một cái ô thoáng cực kỳ mát hướng Tây Nam, và mở cửa đây mọi người có thể nhìn thực tế nhá. Đó, rất là thoáng. Căn này gần như nó là căn lô góc, cách với bến xe Nghĩa đúng 1 km, đi lại đo trên Google Maps luôn mọi người ạ. Và cụ thể của nó thì là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nó có rất nhiều đường để có thể đi vào cái căn nhà này. Quý vị có thể đi ở cái trục đường cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương đi vào cũng được, mà quý vị có thể đi đường sau bến xe Yên Nghĩa đi vào đây cũng được. Căn nhà này thì diện tích 30m², đét trên sổ đỏ, không bị bất kỳ một cái lỗi phong thủy gì. Xây và thiết kế là 5 tầng, vừa mới hoàn thiện xong hết, còn một chút về cái dọn dẹp vệ sinh là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Cái phần của cái căn nhà này thì giá chào bán hiện tại là 2 tỷ 850 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho quý vị với một số ngân hàng là hiện tại đang cho vay tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm, với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Với cái đường ngõ trước nhà thì Ngọc Ánh chia sẻ rồi, ngõ trước nhà thì nó chỉ khoảng tầm được 2m thôi, tuy nhiên nó cách với trục đường ô tô thì như quý vị nhìn thấy, cách đúng 1-2 nhà là ra tới trục đường ô tô, ngõ thông đi lại cực kỳ thuận tiện. Với cái phần hoàn thiện này thì hướng nhà là hướng Tây Nam, mặt tiền của ngôi nhà là 5m mọi người nha. Với cái phần hoàn thiện mặt tiền của ngôi nhà rất là rộng, với cái phần ở bên ngoài là chủ nhà lát toàn bộ cho mình, ốp toàn bộ cho mình là cái đá granite. Với thiết kế cửa chính của ngôi nhà thì hai lớp cửa bên ngoài là lớp cửa cuốn như thế kia mọi người ạ, và bên trong là lớp cửa gỗ kính, hoàn thiện rất là chỉnh chu. Đó, ngoài năng đứng ở đây đó là cái phần tầng 1 của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, còn thơm nguyên mùi sơn đấy mọi người ạ. Và hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm đều được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt riêng biệt từng căn. Với cái căn nhà này cực kỳ mát, cực kỳ thoáng luôn mọi người nha. Đó, về cái phần chi trả trước cái căn nhà này, quý vị có thể chi trả trước cho ngoài khoảng tầm 1 tỷ 2 cho tới 1 tỷ 3 tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm nhá. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Phần hoàn thiện của phòng bếp này cũng được hoàn thiện xong hết rồi, với tủ gỗ là tủ gỗ An Cường, hai cái tông màu trắng và màu nâu rất là nổi bật. Xung quanh bếp thì được ốp đá granite hết rồi, chậu rửa, vòi rửa được lắp đặt đầy đủ, hệ thống nước điện xong xuôi. Đó, căn nhà này đi lại giao thông cực kỳ thuận tiện cho quý vị nào đi làm theo cái trục đường Quang Trung hoặc đi làm theo cái trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài đều rất là hợp lý. Nó nằm ngay sau lưng bến xe Yên Nghĩa thôi mọi người ạ, cực kỳ gần luôn ý. Nói chung là như Ngọc Ánh đo Google Map rồi, nó cách đúng 1 km. Tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì nhỏ nhắn đáp ứng cho quý vị công năng về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của căn nhà này. Hiện tại căn nhà này cực kỳ thoáng mát, chỉ còn 2 căn duy nhất thôi mọi người nha. Đó, ở cái phần ngăn cách giữa phần phòng khách và phần cầu thang thì ở đây có một cái vách lam CNC rất là hợp lý để trang trí, và cũng là ngăn cách giữa phần cầu thang này và phần phòng khách. Toàn bộ mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng, và tay vịn cầu thang từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Ngọc Ánh review như vậy là đầy đủ chi tiết đường, hướng, giá, vị trí của cái căn nhà này rồi. Vậy thiết kế các tầng trên ra sao thì mời mọi người đừng rời mắt khỏi video. Với căn nhà 30m xây 5 tầng thì tầng 1 Ngọc Ánh đã review cụ thể rồi. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà, mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng, vuông vắn và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Với cái căn nhà này thì tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ thông thoáng hai bên mọi người nha. Ban công mở, đó, thiết kế rất là hợp lý, hướng nhà Tây Nam, đi lại giao thông thuận tiện, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Ở phía dưới chân Ngọc Ánh là thiết kế sàn gỗ.
Và phòng vệ sinh của ngôi nhà ở phía tầng 2, tầng 3 rất là rộng. Đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu, kệ góc này, mắt khăn dàn. Đồng thời ở đây lavabo bàn đá, gương tắm, đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Ở đây phòng vệ sinh cũng mở được cửa ra cực kỳ thông thoáng, như vừa nãy mà Ngọc Ánh chia sẻ ở phía dưới tầng 1, quay ở phía dưới tầng 1 cho quý vị nhìn đấy. Nó có một cái khe rất là thoáng, thiết kế hợp lý cực kỳ luôn. Đó. Đây, cửa thông phòng còn đang là chuẩn bị lắp mọi người ạ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Và mời người theo em lên trên phía tầng 3, 4 của ngôi nhà nhé. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế như nhau như vậy. Với cái căn nhà này thì thiết kế 3 phòng ngủ rộng, có tận 4 phòng vệ sinh, tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Tất cả các phòng ngủ thì đều rất là vuông vắn như quý vị nhìn thực tế ở trên video đây nha. Rất là vuông vắn và tất cả các phòng ngủ thì đều được lát sàn gỗ. Đồng thời trong phòng ngủ thì được thiết kế hệ thống trần thạch cao rất là đẹp. Nói chung với cái căn nhà nào cũng vậy, Ngọc Ánh quay và review cụ thể từng chi tiết. Tuy nhiên nó chỉ khác mỗi ở cái là cái vị trí thôi mọi người ạ. Và cái vị trí bất động sản thì nó quyết định nên giá thành. Cái căn nhà này thì ưu điểm của nó như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, nó rất là gần với bến xe Yên Nghĩa. Lấy bến xe Yên Nghĩa làm mốc thì nó cách 1 km. Nó cũng gần với trường đại học Phenica, gần với lại cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài. Nói chung là với căn nhà này đi lại hợp lý. Cách chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 phạm vi bán kính 1 km quay đầu. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3 của ngôi nhà. Đó. Với cái thiết kế 5 tầng 3 phòng ngủ, mỗi tầng 1 phòng hợp lý vô cùng. Và phần còn lại Ngọc Ánh sẽ giới thiệu với mọi người tầng 5 của ngôi nhà nhé. Và đây là phía tầng 5 của ngôi nhà. Bước lên trên phía tầng 5 có một ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây, Ngọc Ánh đang đứng là cái phần để máy giặt mọi người nha. Đó, không gian để máy giặt. Đồng thời ở phía tầng 5 thì thiết kế ở đây là phòng thờ. Cửa sổ thông thoáng mọi người ạ. Lên trên phía tầng 5 này thì không cần bật điện mà ánh sáng ngập tràn vào trong cái ngôi nhà này. Tiếp theo đó là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây, như mọi người có thể quan sát nhìn thực tế thì xung quanh dân cư cực kỳ đông đúc luôn. Đi lại giao thông thuận tiện. Nếu như mà đứng từ vị trí của cái căn nhà này thì có thể nhìn thấy bến xe Yên Nghĩa, có thể nhìn thấy tuyến đường sắt trên cao Cát Linh mọi người ạ. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin cụ thể, chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhé. 0983 03403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh. Đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.